Không chỉ để xúc cơm, chiếc thìa còn có cả tá công dụng làm đẹp, ai không biết thật uống. Tưởng là chẳng làm được gì ngoài việc xúc cơm, thế nhưng bạn sẽ bất ngờ khi khám phá ra những công dụng làm đẹp này của chúng đấy. Chiếc thìa không chỉ là dụng cụ trong nhà bếp để xúc thức ăn mà đôi khi nó còn là công cụ tuyệt vời phục vụ cho công cuộc làm đẹp của bạn như khi sơn móng, kẻ mắt sắc nét và cả trị mụn. 1. Vẽ lông mày hoàn hảo. Đường cong của chiếc thìa là hình dáng hoàn hảo để cho ra một bờ chân mày cong cong rất tự nhiên. Bạn hãy đặt úp chiếc thìa với phần mép thìa sắt dưới lông mày, sau đó dùng chỉ kẻ mày vẽ một đường cong theo hình dáng này. 2. Làm tan bọng mắt. Hãy cho hai chiếc thìa kim loại vào tủ lạnh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vào buổi sáng khi thức dậy với bọng mắt sưng to, bạn hãy áp đáy hai chiếc thìa đã làm lạnh lên bọng mắt theo chiều ngang. Ấn thìa mạnh một chút lên bóng mặt và từ từ trượt thìa về phía hai bên. Chuyển động này sẽ giúp tan chất lỏng dưới mắt, cùng với việc chiếc thìa đã được làm lạnh sẽ giảm bọng mắt rất đáng kể. 3 vẽ mắt sắc nét hơn. Giữ phần cán của chiếc thìa đặt sát góc ngoài của mắt và vẽ một đường thẳng. Sau đó, đặt cạnh ngoài của thìa lên trên phần mí mắt nối với đường thẳng đã vẽ, và vẽ một đường cong. Tiếp theo, bạn dùng chỉ kẻ mắt tô kín phần giữa hai đường vẽ, và vẽ nối lên phần mí mắt còn lại. 4. Giữ sạch da mặt khi chuốt mascara. Đặt úp chiếc thìa phía dưới mắt, sau đó chuốt mascara phần lông mi dưới như bình thường. Cách này sẽ giúp bạn chuốt mi dưới dễ dàng mà không bị dây mascara lên da mặt bạn cũng có thể phương pháp tương tự khi chuốt lông mi trên. 5. Công cụ để khắc phục hộp phấn mắt bị vỡ. Nếu hộp phấn mắt bị vỡ tan, hãy nhỏ một vài giọt cồn vào phần phấn vỡ, sau đó dùng thìa trộn đều và nén chặt phấn bằng đáy thìa. 6. Uốn lông mi. Trong trường hợp không có sẵn kẹp uốn mi, thì bạn có thể dùng một chiếc thìa để thay thế. Đặt ngửa chiếc thìa sát vào phần trên mí mắt. Dùng ngón tay ấn nhẹ mí ngược lên trên mép thìa. Sau đó, đẩy mép thìa ra dọc theo lông mi đồng thời ấn chặt. Để tăng hiệu quả thì bạn nên dùng máy sấy, làm nóng chiếc thìa trước khi uống. 7. Tô má tự nhiên Nhiều người cảm thấy khá khó khăn trong việc xác định hốc xương gò má để tô má hồng. Hãy lấy một chiếc thìa và úp nó lên gò má vừa vặn với lòng thìa. Vùng phía dưới chiếc thìa chính là điểm mà bạn cần tô phấn má. 8. Sơn móng thật sạch sẽ để khi sơn móng, sơn không bị dính vào đầu ngón tay, hãy dùng một chiếc thìa nhựa và đặt phần mũi thìa ngay dưới móng. 9. Xóa tan vết bầm đặt một chiếc thìa kim loại trong tủ lạnh, sau khi thìa đã được làm lạnh hãy trà mặt sau của thìa lên vết bầm hoặc vết tụ máu. 10. Làm lành mụn. Đây là một cách quen thuộc để làm lành vết mụn nhanh hơn. Nhúng thìa vào thau nước nóng có nhiệt độ thích hợp, đủ để không làm bỏng làn da của bạn. Khi thìa đã đủ nóng kiểm tra độ nóng lên mu bàn tay trước, hãy đặt phần đáy thìa lên vết mụn và chờ cho đến khi thìa nguội hẳn. Thật thần kỳ phải không nào, chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.